Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mèo Peo. Trời ơi, mấy ngày gần đây thì các tỉnh thành ở miền Bắc cũng như là Hà Nội đang cực kỳ lạnh luôn. Anh thấy không, tôi ngồi trong nhà này đấy, phải mặc cả cái áo lông này, lạnh kinh khủng luôn các bạn ạ. Ôi, bạn nào mà đang ở Hà Nội hay là ở các tỉnh miền Bắc thì hãy để lại bình luận phía 1 các bạn nhá. Hôm nay là cũng là ngày 16 rồi nhở, ôi, 17 tháng 12 rồi các bạn ạ. Sắp đến Noel rồi. Không biết rằng là đã có bạn nào thi xong cuối kỳ 1 chưa? Bạn nào đã thi hết kỳ 1 rồi thì hãy để lại bình luận phím 2. Còn bạn nào vẫn chưa thi thì hãy để lại bình luận phím 3 các bạn nhá. Hôm nay thì tôi hứa với anh em đó là 6 giờ chiều nay mình sẽ quay trở lại livestream ở trên Nimo TV các bạn nhá. Mình nghỉ livestream cũng khá là lâu, một tuần rồi sao ấy. Hôm nay là tôi hứa Mèo Péo sẽ quay trở lại livestream đều đặn từ giờ đến cuối tháng luôn các bạn nhá. Thì ok, không luyên thuyên nhiều nữa. Hôm nay thì mình mới tìm được một map giải mã khá là thú vị ở trên thư viện mini đây. Map này thì có tên là map giải mã siêu khó siêu cay, 70% người chơi khó có thể về đích. Ôi, kiếp thật, 70% người chơi không thể về đích được à? Nghe có vẻ thách thức phết nhở, nhưng mà yên tâm đi, Mèo Péo là kinh nghiệm mà giải mã lâu năm rồi, cho nên chắc là không thuộc cái dạng 70% này đâu. Mình nghĩ là map này 0.07 mê à, không biết là ngắn hay dài đây. Còn ghi tận 70% người chơi khó có thể về đích, nghe có vẻ căng đây. Ok, map này của bạn Zombie Boss, ID là 10105 1392 các bạn nhá. Thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhớ đăng ký và cho đăng ký ủng hộ Mèo Peo các bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo Peo, cũng như là hashtag là thăng Mèo Peo và thăng đi tìm nữa các bạn nhá. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ thử qua cái map giải mã siêu khó này xem chơi như nào đây các ông ơi. Hey, bà tải luôn, bây giờ mới tải đây. Không biết là chơi như nào. Ok, bây giờ vào game này. Rồi, vào game thì cũng bình thường, nó không có trang trí gì nhiều. Gì đây? Ủa là vừa vào cái là dịch chuyển đây luôn à? Từ đọc thông tin map cái. Cho quay về đọc thông tin map đi nào. Chào mừng các bạn đã đến với map của mình. Đây là map giải mã đầu tay của mình, được xây dựng hoàn toàn bằng PE. CPE à? Map có trôi bom, mọi người đừng cay cú mà chê map nha. Chủ map là Zombie Boss, ID là 10105 1392. Nếu thấy map hay thì cho một like. Sao lại một like? Để cho 5 like chứ. Ủa, thế bây giờ nhá. Ủa sao tên thoát map mình tự phải đề cử nhỉ? Thế bây giờ tên cho một like tức là cho một sao các bạn ơi. Đấy, cho một like. Hình như có gì ấy sai sai, hình như là phải cho 5 like chứ đúng không? Phải cho 5 like chứ tự nhiên lại cho một like nhỉ? Hơi lạ các bạn ạ. Nè, đọc lại kia nào đúng không? Nếu thấy hay thì hãy cho map một like. Ok, cho map một like nhá, một like. Sợ thật, hơi ngược một tí các bạn ạ, thôi kệ đi. Thanh mọi người nhiều, chúc mọi người chơi vẻ rồi. Để chiến thử coi xem cái map giải mã siêu khó 70% người chơi không thể qua được. Level 1 trả lời câu hỏi. Á chà chà. Câu 1, Bari tác dụng với Natri tạo ra gì? What the hell? Bari tạo ra Natri thì tạo ra gì? Ôi dồi ôi, chết thật, vừa vào câu đầu thế khoai các bạn ạ. Bật mí cho bạn nào không biết là cái môn mình học ngu nhất ý là môn hóa các bạn ạ. Không biết ở đây có ông nào học cấp 3 không? Cấp 2 hình như là cấp 2 là có học hóa rồi không? Nhưng mà cái hóa ở cấp 2 nó không quan trọng lắm. Lên cấp 3 ấy, không biết ở đây có ông nào giống Mèo Béo không? Mèo Béo học hóa cực kỳ ngu luôn. Học lý thì ok nhá, học toán thì ok nhá, nhưng mà học hóa cực kỳ ngu luôn, tôi thẳng luôn đó. Học toán lý thì ok lắm, nhưng mà hóa là chịu chết. Tự nhiên là Bari tác dụng với Natri tạo ra gì? Cam, chuối, bưởi. Ôi chả liên quan các bạn ạ. Ô, câu này hỏi chẳng liên quan gì luôn đi. Tự nhiên là Bari tạo với Natri ra gì? Từ từ, ô đoán bưởi ở giữa đi. Ui, bát này khóa không nhìn rồi. Cày đấy, cày đấy. Ôi, đắm bửa rồi đi. Đúng rồi. Bari hóa trị 2, Nari hóa trị 1, tạo ra Bari Na2. Tạo ra Bana2. À, Bana2 hay gọi là Banana. What the hell, Banana là chuối. Ôi, rồi biết là, thế à? Bari cộng Natri ra Bari Na2 à? Ôi, bây giờ mình mới biết coi ạ. Ok, chấp nhận, đúng là dần ngu hóa là mình chịu chết luôn. Đoán bừa ai ngờ cũng đúng. Ok. Câu 2, chủ map tên gì? Úi giời, chết dở.
Đố ai mà nhớ được nên mình đọc của mình gì quên xưa rồi, tôi chết rồi. Bạn nào biết chủ mắt tên gì thì có thể tua lại đầu video và để lại bình luận phía dưới nhá. Mình cũng không nhớ chủ mắt tên gì đâu. À đúng rồi, tại sao mình không tìm ID nhỉ? ID chủ mắt là 10105192. Ok. 10105192. Zombie.s.bot. Ok. Tên dài thế. Zombie.s.bot. Đây. Ok. Rồi, tiếp. Câu 4, ID vừa trả lời xong. 1010 đi đây. Đây vừa trả lời xong luôn. Ui dồi ôi, quá đơn giản. Câu 5, bạn có muốn qua câu này không? Có. Cứ trả lời có đi có sao đâu. Sẽ có đúng này. Tưởng chôn cái gì ấy. Hình như là đi vào đây các bạn ạ. Đi vào ô đỏ đỏ này. Ui dồi ôi. Ui, hơi nhiều đáng để chuyển nha. Đi lên trên. Ôi, từ. Bây giờ lại. Bây giờ đến với level giải mã. Hết giải đố đến giải mã các bạn ạ. Ok luôn. Thích giải mã thì giải mã. Không biết đường nào nhở. Ở đây có cái hố rồi này. Úi dồi ôi, hố gì đây? Hố chôn à? Chết. Hố này hố chôn các bạn ạ. Ok, khiếp thật, hồi sinh tận 4 giây này, căng đấy. Ok. Ôi, bắt quay lại chỗ này luôn á. Căng nhở. Ôi, quay lại tận chỗ này các bạn ạ. Ok. Hố điều này. Còn hai cái hố này. Hố này chưa đi ấy. Đây rồi. Ok. Rồi, bây giờ lên lại. Chết. Cái này sao lên được. Ôi thôi chết rồi nha. Chủ mắt là nhớ coi lại chỗ này nhá. Chỗ này bạn chủ mắt không để cầu thang hay là không để cái cắt tinh thể lưu hình ấy đâu nhầm. Cái đúng rồi. Không để cắt tinh thể lưu hình hay là không để đá dịch chuyển này. Đấy, không lên được. Bạn nào mà không biết bám tường là chịu chết luôn đấy. Đó, may mà mèo béo biết bám tường nhá. Không là chết luôn đấy, toàn luôn đấy. Ta phải mất một quyền dịch chuyển nhá. Chủ mắt nên xem xét lại nhá. Ok. Cái gì đây? Lại đi đá dịch chuyển à? Lát thế. Úi dồi ôi. Ủa cái chỗ này đi rồi mà. Mình bị quay lại chỗ cũ à? Bên này. Ok. Rẽ trái. Ok. Tiếp thật phức tạp thế. Cái gì đấy? Úi dồi ôi, cái gì đấy? Tìm dương ở dưới mây à? Ok. Bây giờ chúng ta đến với cái chuyên mục là tìm dương ở dưới mây các bạn ạ. Level thực ra map này mình thấy cũng đâu có khó đâu nhỉ, đúng không? Thì nãy giờ mình chơi nó khá là bình thường. Sao chủ map lại bảo là 70% người chơi không thể qua được map này? Nghe chừng có vẻ là hơi bị ban căng. Thực ra mình thấy cũng bình thường anh em nhỉ. Cũng chưa đến mức khó lắm đâu. Và có thể là do mình chơi giải mã nhiều rồi, cho nên mình thấy cũng khá là bình thường anh em nhỉ. Tôi kinh nghiệm giải mã lâu năm rồi, cho nên là tôi thuộc dạng 30% còn lại, chứ không thuộc cái dạng 70% các bạn ạ. Đó, đây rồi chơi cũng khá là bình thường luôn. Ủa, từ, cái level này có vẻ ban căng này. Sao nhiều dương thế? Ôi, đi tìm từng dương một à? Ok, kiếp thật này, tìm từng dương một thế này thì nó cũng hơi bị căng đó. Ê, chà chà, cũng có tí căng nha. Mà không sao, mèo bấm chuột khá là nhanh đó. Tìm một tí là xong mà, chắc tầm khoảng 1-2 phút là xong. Tìm tầm khoảng 1-2 phút thôi. Không quá lâu các bạn ơi. Đó, tìm ra ngay bảo cái gì đâu. Ủa, vẫn chưa có các bạn ạ. cũng căng đấy. Tôi cứ tưởng là nó phải dễ lắm cơ. Ê, chà chà, cũng thốn phết nhờ. Chưa có luôn. Ôi rồi ôi, chưa có luôn nhá anh em nhá. Wow, khó đấy, ban căng đấy. Ok. À đây rồi, khiếp thật, 3/4 kém dương này mới có các bạn ạ. Khiếp, số tôi cũng hơi đen nữa. Bãi mình kiếm ra được cái gì đây? Ôi, núi băng à? Chắc lại quanh trên cái này thôi đúng không? Chắc là bắc quân trên này đó. Đó gì đây? Ơi sợ. Ôi rồi, ôi chôn à? Căng kèo phết nhở. Trời ơi chôn đấy. Đây là hồi sinh trên này. Bay quá là không chạm bất tàng hình hết hồn. Cứ tưởng lỗi. Ô lại chôn à? Căng nhở. Chôn này căng. Thật ra mình có thể ăn ra được mà đúng không? Mà thôi làm người ai làm thế. Chơi nghiêm túc đi. Cuối cùng cũng đúng rồi. Trời ơi,
Thật ra map này cũng không quá khó đâu. Thực sự là map này mình nghĩ là không đến mức là 70% người chơi. Bạn nào mà đã chơi map này rồi mà đã qua được map này rồi thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. 70% ngay chừng là hơi điêu. Cái gì ấy? Không có. Trôn. Bây giờ chắc lại tìm quanh quanh mấy này thôi, cái gì đâu. Tưởng gì hố lava các thứ này. Đây có gì đây? Trên này có gì này? Ở đây có đường gì đấy, nhưng mà sao vào được? Từ. Đây. Bánh tỏ. Thì ra là thế, ok. Hóa ra dùng bánh tỏ các bạn ạ. Chết rồi, lên, ok. Ôi chết. Thôi xong tôi rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Toang rồi. Má này không biết là cấm xin đi không được. Toang rồi các bạn ơi. Ôi, má này cấm xin đi rồi. Chết tôi rồi. Rồi sao giờ anh em ơi. Rồi sao giờ. Cấm xin đi, cấm thần thú rồi. Ok, chúng ta vẫn còn cách khác các bạn ạ. Chết tôi rồi. Cay tức cái chữ các bạn ạ. Mà không sao. Cái khó ló cái khôn. Đây. Đó. Lên. Ok. Mày quá vẫn lên được các bạn ơi. Rồi để mày quá. Ôi dồi ôi. May mà map này không chặn bóng tàng hình ở trên. Không mình cũng toang các bạn ạ. Từ. Bây giờ để mình tự tử á. Sao mày đi bị thu nhỏ này. Tôi làm sao tự tử nè. Để mình nhảy cầu tự tử á. Hey. Chết. Tắt xin đi đã. Quên bất chứ tắt xin đi. Ok. Đó. Nhảy tự tử đã. Cho nó người nó phóng to lại đã. Map này không cho cái ấy. Không cho cái cái gì nhở. Cái sữa các bạn ạ. Ok. Rồi. Chà chà. May quá. Vẫn chơi tiếp được. Cứ tưởng là phải bỏ game. Đây có dương ở đây. Đây có dương ở đây. Hey. Đã bị chôn. Ok. Chôn thì chôn. Ở trên này chắc là chôn nước. Tôi đoán vậy. Ờ cũng chôn rồi. Thế thì chỉ còn dưới này thôi này. Đó. Đè khe này. Đó. Thật ra là mình biết thừa được thế này rồi các bạn ạ. Mà thôi cứ chơi cho biết thôi. Map này cũng không khó đâu. Gì đây? Phần cuối mê cung sắp win rồi mọi người. Tìm cần gạt để mở cửa nha. Á chà chà. Map này có vẻ căng đấy. Tìm cần gạt để mở cửa quá à. Bây giờ tìm cửa đã. Bây giờ phải xác định được cái cửa đã. Bây giờ chúng ta cần phải xác định xem là vị trí ấy cửa. Ôi yeah. Giác y cú lừa. Sợ thật cú lừa nữa. Bác phải căng thế nhỉ. Ôi lại cú lừa. Có cái giấy cú lừa không yeah. Không có gì cả. Căng nhầm hey. Tìm cần gạt để mở cửa. Bây giờ trước tiên là phải tìm được cái cửa đã. Họ không biết cái cửa nó ở đâu đây này. Ai chật chà căng đấy. Vâng ơi. Ui giời ơi trôn. Ôi, level quầy có vẻ căng đấy. Đã khó là còn trôn nữa. Căng cu nhờ. Có vẻ căng đấy. Ai chà chà. Ô cái gì ấy. Điểm hồi sinh. Ô có này. Ô ngon luôn. Ô có rồi này. Ô mình có cái điểm hồi sinh này. Ủa thế là cho cái điểm hồi sinh gì. À tức là thấy khó quá thì có thể lưu điểm hồi sinh cả đúng không nhỉ. Đúng không ngựa đặt đây. Ô chết tớ chặn tôi không đi qua được rồi. Xong rồi. Nghịch ngu rồi. Không đi lại được các bạn ơi. Giờ sao giờ. Ô chết. Ô toang rồi. Ô cái điểm hồi sinh này nó bị kẹt. Thế là chúng ta hồi sinh ở trên luôn các bạn ạ. À. Ok. Nói chung là coi như mình cũng đã thắng rồi. Đó. Tìm được cần gạt rồi này. Đấy. Mình học béo đã tìm được cần gạt rồi các bạn ạ. À. Coi như là cũng đã thắng rồi. Đó. Ok. Chắc là video xin phép được kết thúc này thôi. Map này thì mình nghĩ rằng là cũng không quá khó đâu. Không đến mức mà có chuyện là 70% người chơi không thể qua được thôi. Bạn nào mà đã chơi xong map này rồi mà thấy khó hay gì thì hãy để lại bình luận dưới các bạn nhá. Video chắc là xin phép được kết thúc này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.